Nước Pháp có thể yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi sở làm. Người dân nước Pháp có thể sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công sở sau khi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã chính thức vượt ngưỡng 3.000 người trong vòng một ngày, đồng nghĩa với việc đợt tái bùng phát thứ nhì đã thực sự diễn ra. Thể theo thống kê từ Bộ Y tế, trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, đã có 3.015 người xét nghiệm dương tính với COVID-19, đã buộc chính quyền thành phố Paris và Marseille phải mở rộng các khu vực mà người dân đeo khẩu trang mỗi khi di chuyển qua. Mới đây, giới lãnh đạo Anh Quốc còn ban hành lệnh cách ly trong vòng 14 ngày đối với những người đến từ nước Pháp, tương tự như chính sách đã làm với Tây Ban Nha. Hiệp hội Y bác sĩ quốc gia đã không ngừng kêu gọi các công ty yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang trong lúc làm việc, vì đây là cách hữu hiệu nhất có thể giúp giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.